tạm biệt đất lửa Hàm Rồng, từ thành phố Thanh Hóa đi về hướng đông qua nhiều khu cụm công nghiệp sầm uất, chúng tôi tìm đến biển Sầm Sơn. Xe vừa đến thị trấn Quảng Xương đã nghe đâu đó trong gió dậy lên vị mặn mòi của biển. Đô thị Sầm Sơn trụ phú hôm nay, trong quá khứ không xa chỉ là những làng chài nhỏ ven biển, nơi có một bến cảng lịch sử. Ai có về Thanh Hóa quê tôi, đầm thắm tình người biển bạc. Trong cuộc đấu tranh giải phóng đầy gian khổ hy sinh của dân tộc ta, vùng biển Thanh Hóa vinh dự được nhiều lần đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Mảnh đất nghĩa tình này đã đi vào ký ức của hàng vạn con người của một thời chiến tranh chia cắt. Cảng Hới sáng nay biển lặng, những con thuyền đánh cá từ khơi xa trở về trong sự chào đón của ngư dân ven bờ. Một cảm giác rất lạ, sự chào đón những con thuyền hôm nay không phải chỉ là tình cảm của những người thân với nhau, mà là cả tấm lòng của nhân dân vui mừng đón những chàng trai từ vùng biển đang dậy sóng trở về. Thuyền cập bến, rừng cờ tổ quốc tung bay trong gió, chứng kiến màu cờ đỏ thiêng liêng. Anh bạn đi cùng đoàn làm phim chúng tôi bỗng xen vào một câu khá triết lý: dân tộc Việt Nam là thế, khi tổ quốc dậy gọi, nhân dân luôn đặt lợi ích của dân tộc trên hết. Sẽ là sai lầm nếu một thế lực nào đó muốn thách thức cả dân tộc này. Thật chí lý, từ vùng biển lịch sử này, chúng tôi lại nhớ cách đây hơn nửa thế kỷ cũng đã diễn ra một cuộc chào đón lớn đầy ắp nghĩa tình. Khu vực Bến Hới này là cảng Hới thuộc phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn. Chúng tôi đứng đây khi bình minh đã chiếu rọi, gió từ bờ biển ùa về mát dịu. Sát bên cầu tàu vẫn còn một tấm bia khắc ghi một sự kiện lịch sử. Nơi đây hơn 60 năm về trước đã diễn ra cuộc gặp gỡ có ý nghĩa chính trị quan trọng của đất nước ta. Đó là Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa được giao nhiệm vụ đón tiếp hơn 50.000 chiến sĩ, cán bộ, nhân dân từ miền Nam tập kết ra Bắc theo Hiệp định Geneva. Năm 1954 thực hiện Hiệp định Geneva thì nơi đây là cửa Hới của Thanh Hóa đã vinh dự được đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ về đây để tập kết, và nhân dân Thanh Hóa cùng với các cán bộ, chiến sĩ, các gia đình miền Nam đã kề vai sát cánh trong cái công cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng dân tộc. Người dân nơi đây còn nhớ rằng vào những ngày sục sôi năm ấy, khi chuyến tàu đầu tiên chở chiến sĩ ta vừa cập cảng, hàng vạn đồng bào đứng chật hai bên bờ chào đón những người con thân yêu của tổ quốc trở về trong niềm vui và xúc động trào dâng. Dâng, trong lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam đã diễn ra nhiều cuộc chia ly, nhưng chia ly mà không hề ly biệt. Hay nói như lời một bài ca là cuộc chia ly màu đỏ, chia ly để cuối cùng thống nhất một nhà, non sông thu về một dải. Hôm nay trên mảnh đất nghĩa tình này đang có hàng ngàn người con miền Nam ở lại lập gia đình, an cư lạc nghiệp. Họ cùng chung sức chung lòng xây dựng quê hương cảng Hới ngày càng phồn vinh. Trải qua những năm dài đầu tư xây dựng, hiện nay cảng cá Lạch Hới đã trở thành một trong những bến cảng, khu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Đáp ứng hơn 3.000 lượt tàu thuyền ra vào, với sản lượng thủy sản mỗi năm đạt trên 20.000 tấn. Cảng Hới đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã Sầm Sơn và Thanh Hóa nói chung. Từ cảng Hới, đoàn làm phim chúng tôi cùng các văn nghệ sĩ xứ Thanh dạo bước thưởng ngoạn cảnh đẹp biển Sầm Sơn.
chỉ cần nghe nói đến hai chữ Sầm Sơn, hầu như người ta đã cảm nhận được luồng gió mát rượi, trong lành nhẹ thổi trong dư âm miên man của tiếng sóng biển vỗ bờ, khiến tâm hồn lâng lâng rạo rực. Có thể nói, không nơi đâu trong số các huyện duyên hải ở Thanh Hóa lại mang đậm chất núi và biển như Sầm Sơn. Mãi đến đầu thế kỷ 20, Sầm Sơn vẫn chưa có tên trên bản đồ Việt Nam. Vùng đất này có dãy núi gầm Án Ngữ. Đến năm 1907, người Pháp mới chú ý tới cảnh đẹp của Sầm Sơn và phát triển thành điểm nghỉ dưỡng cho người Pháp cùng quan lại triều Nguyễn. Mảnh đất Sầm Sơn dường như thực sự trở thành điểm đến du lịch từ chuyến thăm lịch sử của Bác Hồ vào năm 1960. Bãi biển Sầm Sơn có chiều dài 9 km, thuộc diện biển nông, có những dải đất cát trải dài theo bờ sóng và hàng năm tiến ra biển rộng. Núi và biển đã tạo cho Sầm Sơn một sắc thái riêng không lẫn vào đâu được, trở thành một điểm du lịch đặc sắc, ấn tượng với du khách. Sầm Sơn, cái dòi đất nhoi ra như một mũi dùi vươn về phía biển, từng gánh không biết bao mưa bom bão đạn trong chiến tranh, giờ đây ngày càng tươi xanh, vươn mình giảm dở bên bờ biển. Ngư trường Sầm Sơn có trữ lượng hải sản lớn và phong phú với nhiều loại cá tôm ngon nổi tiếng. Hiện toàn thị xã có hơn 1.000 phương tiện đánh bắt xa bờ, giá trị khai thác thủy sản hàng năm lên đến 500 tỷ đồng. Hàng trăm con tàu của ngư dân Sầm Sơn bám biển đã góp phần giữ vững chủ quyền dân tộc bằng các nghề đánh bắt hải sản rất đa dạng như nghề lưới kéo đôi, lưới rê, bủa dây, nghề câu mực ban đêm, vân vân. Ngoài du lịch biển, gần đây Sầm Sơn còn mở nhiều loại hình vui chơi, giải trí để thu hút du khách như khu du lịch văn hóa núi Trường Lệ, các khu văn hóa thể thao, vân vân. Hiện thị xã có hơn 500 cơ sở nhà nghỉ, khách sạn, bảo đảm đón đến 23.000 lượt du khách mỗi ngày và bình quân hàng năm đón khoảng 3,5 triệu du khách gần xa. Những ngày lưu lại ở Sầm Sơn, chúng tôi được cảm nhận sâu sắc về miền biển nơi đây. Đó là tinh thần hừng hực giữ biển, vươn khơi của ngư dân. Sự phát triển không ngừng của thị xã Sầm Sơn hôm nay cũng là một minh chứng sống động cho sự giàu đẹp, nhiều tiềm năng của biển đảo đất nước. Không chỉ là miền biển chứa đựng nhiều câu chuyện lịch sử, thiên nhiên tươi đẹp, biển xứ Thanh còn hội tụ nhiều sắc màu văn hóa dân gian. Hình ảnh chúng ta đang xem là lễ hội cầu ngư được diễn ra hàng năm. Với đặc thù tụ cư và sinh sống nương tựa vào biển đã hình thành trong đời sống và tâm thức của ngư dân nơi đây tín ngưỡng thờ các vị thần biển, và lễ hội cầu ngư cầu mong các vị thần phù hộ giúp đỡ cho cuộc sống của nhân dân để cơm đầy rá, cá đầy nồi. Lễ hội cầu ngư hàm chứa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, mang đậm sắc thái văn hóa biển của ngư dân duyên hải Bắc miền Trung. Ngày nay lễ hội này được bảo tồn phát huy giá trị và thu hút du khách về với các làng chài để khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn trong tín ngưỡng phong tục của những người dân ăn sống nói gió, nhưng chân chất thấm đượm nghĩa tình như gừng cay muối mặn. Lễ hội còn chứa đựng sức sống nội sinh, không chỉ thể hiện ở khát vọng ra khơi thuận buồm xuôi gió, ở ước mong trời yên bể lặng, biển cho tôm cá đầy khoang, mà còn thể hiện đời sống tinh thần phong phú, đặc sắc, giàu giá trị nhân văn của cư dân xứ biển nơi đây. Đồng hành với chúng tôi trong suốt những tập phim ở Thanh Hóa, nhà thơ Trịnh Mai Hương cũng đã để lại cho chúng tôi nhiều suy nghĩ tốt đẹp. Chúng tôi cảm nhận ở người thi sĩ này có một tình yêu tha
thiết với biển đảo. Thời gian qua, không những chị đã có nhiều tập thơ về biển, mà cá nhân còn đứng ra tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt, tọa đàm về tình yêu biển cả. Các hoạt động do nhà thơ Trịnh Mai Hương tổ chức đã khơi dậy trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam, không những càng thêm yêu biển quê hương mà còn nêu cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với chủ quyền lãnh thổ, đối với không gian sinh tồn ngàn đời của nhân dân ta. Trong cái dải đất miền biển duyên hải Thanh Hóa của chúng tôi thì có rất nhiều những cái cảnh đẹp, những danh lam thắng cảnh mà tôi mong muốn là được truyền tải vào những cái tác phẩm báo chí, vào những cái tác phẩm văn thơ của tôi. Ở nơi ấy trùng khơi đảo đá, là máu xương tổ quốc tạo hình, tư lệnh từng đi tuần trên rạn san hô, 10 năm dòng, đôi chân trần chai sạn, trả mãi thịt da và vỏ hàu, vỏ ốc, mài san hô tóe lửa, hóa đồng đen. Biển Sầm Sơn chiều nay thật dịu êm. Trên bến cảng, ngư dân đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để ra khơi cho kịp mùa đánh bắt. Cờ đỏ tung bay, trang phục cũng màu đỏ, ai ai cũng phấn khởi vui cười, mặc cho ngoài biển xa có những cuồng phong bão tố do các thế lực phi nghĩa gây nên. Theo kế hoạch, đoàn làm phim chúng tôi còn ở lại biển Sầm Sơn vài hôm nữa để tiếp tục khám phá một miền biển đầy ắp những giai thoại lịch sử. Sầm Sơn biển quê thay, biển xanh chứa đựng bao huyền thoại. Sầm Sơn dạt dào sóng reo, thời gian cứ trôi tình người nơi đây ngàn năm sắt son. Trường Lệ cô tiên ôm lượn sát biển, hải âu bay liệm thấp thoáng cánh buồm xa. Đêm Độc Cương vẫn hiên ngang trước biển, và thủy chung hòn trong mai vẫn còn đây. Sầm Sơn đầy nắng gió mỗi khi hè về, biển sẽ hoan ca, con sóng cũng hoan ca. Biển đẹp ngất ngây, tình yêu đắm say. Sầm Sơn yêu thương, biển quê thơ. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, phút phi lao gió thổi trên bờ, buồm vươn cánh vượt sóng.